Hello, hello, lại là tôi Khiếu Tay Làm đây. Hôm nay thì tôi giới thiệu cho các bạn một món ăn cực kỳ bổ dưỡng luôn, mà đơn nguyên liệu thì rất là đơn giản ha. Đây là cái chén hào của tôi nha. Hào nên ta họ hào nướng phô mai các bạn. Đây ngon lắm, phô mai ngập tràn ở bên trên luôn. Thành phần nguyên liệu thì cũng rất là đơn giản ha. Có hào nè, có phô mai kéo sợi nè, có bắp với lại một ít đậu que nữa, đậu đũa chứ các bạn ha. Đó các bạn thấy không, con hào của tôi mập ú ụ luôn, kéo lên tới phô mai hả, kéo sợi nó béo mịn thơm dữ lắm luôn các bạn. Đó các bạn thấy không, đây bắt đầu thì mình chuẩn bị cho tôi một dĩa hào nè, đây là một chén bắp và đậu que ha, đây là phô mai sợi nữa, phô mai sợi tí bỏ sao. Tôi cho hạt nêm vô nè, nêm vô bạn ha, rồi lên nêm gia vị nè. Tiếp tục thì tôi cho tương ớt. Đó. Các bạn nếu mà các bạn muốn cay nhiều á thì bạn có thể cho cắt vào đây một trái ớt cũng được. Tôi mới ăn cay được rồi đó, nên là tôi cho tương ớt được thôi. Bạn cho vừa tương ớt và vừa ớt cũng được, biết sao? Các bạn cho tương ớt vô thì nó tạo cái màu đẹp cho hào nè, cũng bắt mắt và ngon hơn nữa. Mùi tương ớt hiện ra dịu hơn là mùi ớt của mình ha. Đó, bạn thích cái nào bạn cứ cho cái đó vô. Rồi tôi thích ăn tiêu dữ lắm, nên là tôi cho nhiều tiêu xíu nè. Tiêu vô tới thơm mùi tiêu mà cay cay, thơm ăn ngon miệng lắm, kích thích vị giác của mình lắm bạn. Các bạn có thể cho thêm xúc xích vô cũng được nè, thêm chút xíu nữa ngon đó. Bây giờ trộn đều cái nguyên liệu lại với nhau ha. Tôi thì tôi mới cho muối nha, tại vì hạt nêm trong hạt nêm thì nó có muối rồi, nên cái món này là chỉ làm ăn chơi thôi, nên là tôi không có nêm muối nữa, tôi cho hạt nêm với lại tương ớt tí tiêu nữa là vừa rồi đó. Bắt đầu tôi cho con hào vô chén này ha. Ờ, bạn thấy con hào của tôi không, nó mập ú ụ luôn. Hôm nay sáng tôi đi chợ sớm á, tôi mua được một bịch hào, cái này mới có nửa hào thôi nha, là hào sữa nha các bạn. Ôi, con đào con máy mập mất mập luôn đó, tôi cho một phần thôi, tôi chưa lại ở ngoài ha, tí tôi cho thêm đây. Đó, bạn thấy cái hào của tôi không. Rồi tiếp tục thì ha, tôi sẽ lấy cái phô mai mà tôi mua á, phô mai là dạng phô mai sợi nha các bạn. Đây, dạng phô mai sợi như thế này. Ở ngoài tiệm tạp hóa thì tiệm nào cũng có bán hết á. Phô mai sợi này thì họ sẽ bảo quản dạng như trong tủ đông các bạn. Các bạn mua khoảng 2 lạng cũng được, 1 lạng, 2 lạng gì cũng được. Tôi mua thì 2 lạng. 2 lạng tôi để dành tôi làm đồ ăn nữa. Đó, rồi tiếp tục tôi rắc phô mai xong rồi tôi cho hào vô ha. Đây, bạn thấy hào của tôi không? To nó trắng nõn nà mà hả, mất bụp thấy thương gì đâu luôn á. Nó hào béo lắm, mà hào được này tôi mua ngon lắm ở chỗ quen á, mua hả tươi và ngon dữ lắm. Rồi tôi cho hết cái phần hào với lại cái nước sốt hồi nãy tôi nêm gia vị á vào cái tô này ha. Bạn chuẩn bị cho tôi một ít hành cũng được, hành hoặc là ngò gai cũng được. Rồi tôi rắc thêm cái phô mai sợi lên nè. Tôi thích ăn béo lắm, cho nên hả tôi khoái tôi cho nhiều phô mai lắm luôn. Rồi tôi cho ngò gai vô nha các bạn. Bạn có thể nêm cho hành, cho ngò vô cũng được, nói chung là cái rau gia vị nào nêm cho nó thơm cái chén hào là được rồi, không sao hết á, không ảnh hưởng hết á, nêm nào cũng được. Đó bạn thấy con hào của tôi không, cái chén nhà đầy ngập hào luôn, nó phô mai cũng ngập tràn. Rồi các bạn dán dán quá ha, các bạn cho một quả trứng vào. Ai thích ăn nhiều thì cho hai quả trứng cũng được, tôi cho một quả trứng. Đặc biệt là trứng thì bạn mua trứng nhà ta thì nó sẽ làm cho chén hào bạn ngon hơn, nó không bị tanh ha. Đó, tôi bỏ trứng ở giữa cho hai chín cho nó đẹp mắt. Đó, bạn thấy không? Ở đây, đây là chén hào mà sau 15 phút tôi chưng ha. Đó.
Phô mai thì nó tan chảy ra, bắp thì chín vàng ươm rồi đó. Đậu đũa nó cũng xanh mướt luôn, là chín rồi các bạn nha. Rồi đây, đây là thành phẩm chén hào nướng phô mai của tôi. À người ta thì đem nướng nhưng mà tôi không có lò nướng. Tôi đem đi tôi chưng á. Nhưng mà bạn chưng cũng ngon lắm, nó ráo nước và cũng ngon lắm. Bạn thấy không? Chén phô mai nó tan ra hết cái khắp mặt của chén hào luôn. Nhìn ngon dữ lắm luôn các bạn. Đây. Để tôi kéo cái sợi phô mai lên cho các bạn xem nha. Rồi, tôi xin kết thúc video tại đây nha. Các bạn cảm thấy cái món hàu sữa nướng phô mai của tôi ngon hấp dẫn như thế này á, các bạn nhớ dành tặng tôi một cái like cũng như là đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo của tôi nha. Bye bye.